Chào các bạn, mình đang ở gian hàng của Ecovac ở IFA 2024. Mình là Cô Hiệp từ Kinh Tế. Thì Ecovac mang tới hai con robot rất là xịn sò. Trước tiên đó là con D-Bot T50. Thì con này là con robot tròn và nó dùng cái hệ thống cảm biến LiDAR tương tự như là con X5 và X2, do đó là nó không có cục LiDAR bên trên. Và như vậy nó có thể đi được xuống một cái khe rất là hẹp, chỉ có 8,1cm thôi, rất là mỏng. Hiện tại theo như quan sát của mình thì đây là con robot có cái độ mỏng nhất có thể di chuyển được. Thì tại sao mỏng quan trọng? Khi con robot mỏng như vậy thì nó có thể dễ dàng chui qua được những cái gầm tủ, gầm giường, gầm bàn, gầm kệ gì đó nhà anh em, và không cần quan tâm cái độ dày của nó. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, ngoài ra đối với con T50 này thì nó còn được trang bị hai cái công nghệ TrueEdge mới của Ecovac là TrueEdge 2.0. Một đó là cái chổi phụ của nó sẽ chui ra vào tận những cái góc ha, để mà nó đánh bụi lên và nó hút. Và cái chổi dẻ lau của nó cũng vậy, và cái dẻ lau của nó cũng sẽ được đưa ra để nó lau sạch. Thì trong cái video anh em có thể thấy được cái hiệu quả của cái TrueEdge 2.0 nó như thế nào đó. Và con robot rất là đẹp. Đây là một cái chạm mà không có phần thùng nước ha, bởi vì nó sẽ tiếp nước trực tiếp. Còn ở đây thì là anh em thấy rằng là Ecovac để cái chạm mà có hai bình nước, thì đây là một cái chạm giống như chạm Omni. Bây giờ mình cho anh em xem con robot T50 ha. Đây, nó có một cái kiểu dáng tròn đó. Tuy nhiên cái hệ thống LiDAR của nó thì lại là hệ thống LiDAR giống như con X5 với lại con X2 vậy, rất là mỏng ở đây. Mình hy vọng là Ecovac sẽ sớm mang cái con robot T50 để bán ở Việt Nam. Rồi, con thứ hai rất đặc biệt nữa đó là con X8 Omni. Thì dòng X là cái dòng xịn nhất của Ecovac, anh em biết rồi ha. Thì con X8 này nó có cái gì? Nó cũng có một cái hệ thống LiDAR rất là mỏng. Tuy nhiên, Ecovac là một cái cuộc cách mạng rất là lớn trong thế giới hút bụi lau nhà. Đó là họ trang bị cho nó một cái dẻ lau cuộn tròn giống như những cái cây lau nhà, chứ không phải là cái dẻ hình tròn giống như con robot bụi lau nhà khác. Và đối với cái dẻ lau hình tròn này thì mình đã trải nghiệm qua rất là nhiều cái rồi. Nó luôn luôn mang được nhiều bụi bặm đi hơn so với lại những cái dẻ lau xoay tròn. Và ở đây thì họ cũng tổ chức cho chúng ta thấy được rằng là đối với cái dẻ lau xoay tròn đó, thì nó sẽ không có mang được cái bụi bẩn ở trên nhà đi hiệu quả hơn cái tròn. Chúng ta thấy luôn, và anh em coi video nhìn thấy như vậy. Ecovac cũng trang bị cho nó một cái TrueEdge, tức là khi mà con robot nó chạy tới cái cạnh hay là cái góc đó, thì nó sẽ thò cái dẻ lau ra để nó chạm vào trong cái thành. Như vậy nó sẽ lau sát được hiệu quả hơn là nó chỉ chạy bình thường. Đó, và như vậy anh thấy là cái dẻ lau nó không chỉ cuộn tròn mà nó còn lòi ra lòi vô, lòi ra lòi vô rất là hay nữa. Thì kể cả X5 hay là T5 này thì Roborock chưa có cái thông tin ngày bán ra cụ thể, và đây là cái lần xuất hiện đầu tiên của nó ra công chúng trong một cái triển lãm IFA ở Đức. Đây là cái mặt dưới của con X8 Omni. Thì anh em thấy rằng là bình thường những con robot đó, nó sẽ có hai cái chổi lau hai bên này hoặc là một cái dẻ rung. Tuy nhiên đối với con X8 này thì họ trang bị một cái dẻ lau. Thì cái dẻ lau này nó sẽ tương tự như những cái máy hút bụi lau nhà cầm tay, tức là những cái máy có khả năng làm việc nặng. Thì như vậy cái dẻ này nè, nó được làm bởi những cái sợi microfiber và nó mang bụi bẩn đi, nó mang nước đi rất là tốt nếu mà so với lại những cái dẻ xoay bình thường. Đó, thì đó là một cái sự thay đổi rất là lớn trong thế giới robot bụi lau nhà. Và mình nghĩ rằng là nó sẽ mang lại hiệu quả cho anh em rất là nhiều. Khi mà nó quay hút á thì nó sẽ xoay cái dẻ như vậy, và ở đây sẽ có một cái hệ thống để mà robot nó sẽ phun nước vào và nó làm cho cái sợi microfiber á, nó cạ vào trong một cái lưỡi, và từ đó rác cũng như nước dơ sẽ được hút vào trong một cái khay nước dơ để ở trong này đó. Và đồng thời trong này còn một cái khay nước sạch nữa, nó sẽ được cung cấp cho cái phần này. Và mỗi khi con robot nó cảm thấy nó dơ rồi thì nó sẽ về chạm ở đó, nước dơ sẽ được lấy đi và nước sạch sẽ được tiếp vào và nó được dập cái dẻ đó. Điều đó đều quan trọng. Mình nói với anh em như vậy, hiện tại á, những cái máy hút bụi lau nhà cầm tay á, nó có khả năng làm sạch nền nhà tốt hơn robot bụi lau nhà. Tuy nhiên chúng ta phải vệ sinh nó sau mỗi lần chúng ta lau nhà. Còn đối với robot á, thì nó sẽ tự động vệ sinh bản thân nó, vệ sinh dẻ, sấy dẻ, tự động đưa rác từ khay rác lên trên trong cái thùng, nước bẩn cũng vậy. Bây giờ cái hệ thống này của Ecovac thì nó sẽ có được cái khả năng lau nhà
sạch hơn là robot bình thường. Nó sẽ gần đạt như là cái máy lau nhà cầm tay. Tuy nhiên nó cũng sẽ tự động nó vệ sinh cái dẻ lau này. Thì như vậy chúng ta có được hệ thống tự động và chúng ta có khả năng lau nhà sạch hơn. Thì đó là một trong những cái innovation rất là đáng giá của Ecovac. Đây là D-Bot Pro. Cái con này thì Ecovac chưa bán ở Việt Nam, nhưng mà mình nghĩ rằng là một lúc nào đó họ sẽ cần bán ở Việt Nam con này. Ví dụ như là mình ở cà phê tinh tế có một cái mặt sàn gần 400m2 và mình rất muốn có một con robot như vậy để nó đi, nó tự động, nó hút bụi, nó lau nhà, nó làm sạch cái nền nhà cho mình. Bởi vì đó là một cái nơi công cộng, là một cái nơi làm việc ha, giống như là sân bay hay giống siêu thị, thì những con robot này sẽ giúp làm cho cái nền nhà sạch sẽ hơn và chúng ta không cần phải làm thủ công nữa. Mình từng thấy con tương tự như vậy làm việc ở sân bay của Bangkok và rất là thích. Một lúc đó Ecovac sẽ mang về Việt Nam. Và những cái nơi công cộng như là trường học, như là quán cà phê, như là sân bay, như là nhà thờ, như là chùa, thì họ sẽ dùng những con robot Pro như vậy để lau vệ sinh cho nó luôn luôn sạch sẽ. Và mình từng thấy một con ở Trung Quốc, nó mắc cười lắm, lau cái sàn này xong tự động vào thang máy lên tiếp, lau tiếp. Thì nó đã rất là nhiều so với chuyện chúng ta dùng nhân công ha. Thì chúng ta mong con này về Việt Nam. Đó là ba cái con rất đặc biệt ở trong gian hàng Ecovac ở IFA 2024. Và đây là những con robot bình thường ha. Trước tiên đây là con N30 Pro Omni. Thì nó có một cái kiểu dáng tương tự như là T30 vậy. Thì con này không biết khi nào sẽ bán ở Việt Nam. Rồi đây là cái con X5 Omni. X5 Omni thì bán rồi, màu trắng, mình thích con này. Đây là con T30S Combo. Thì đây là cái giải pháp mình cũng thích, bởi vì là chúng ta sẽ không cần dùng hai cái máy nữa ha. Thường thường chúng ta sẽ có robot lau nhà để mà lau sàn, chúng ta sẽ có cái máy bụi cầm tay để mà lau những cái phần cao hơn. Thì bộ này coi như cân tất cả. Đó, còn đây là cái T30 mình nói lúc nãy. Còn đây là cái T30 Pro thì anh em đã biết ở Việt Nam rồi. Đây là cái phần mà Ecovac trưng bày những cái giải pháp công nghệ của họ ha, cho chúng ta thấy. Thứ nhất đó, đây là cái TrueS 2.0 Adaptive Edge Cleaning. Thì nãy anh em thấy rồi, cái khả năng của nó là nó tự động nó chui vô góc để lau sạch sẽ hơn. Đó. Còn bên này cũng là cái TrueS 2.0 Adaptive Edge Cleaning, nhưng mà nó là dành cho cái dẻ lau. Đó. Họ sẽ gắn một cái bánh răng và cái motor nó tự động chạy qua chạy lại. Đó, còn đây là cái Zero Tangle 2.0, tức là cái khả năng mà cuốn tóc mang vào trong cái khay rác, thay vì là tóc ngày xưa nó hay dính vào trong cái chổi á, thì bây giờ nó cuốn hút vào luôn. Đó. Rồi đây là cái hệ thống làm sạch cái khay nước. Rồi những cái khác ha. Cái này là cái hệ thống mà nó đưa cái dẻ lau tròn ra khỏi con X8. Ai nó có X8 không? Nó sẽ lau. Thì họ dùng một cái hệ thống họ gọi là Omo Roller Mopping System. Và công nghệ là công nghệ TrueS luôn. Còn ở đây đó là cái giới thiệu về cái trợ lý ảo Zico. Thì anh em biết rằng là đối với những con robot Ecovac á, anh em có thể đá vào nó để cho nó đi dọn vệ sinh nhà, hoặc là anh em có thể dùng giọng nói ha, OK Zico Clean Homes hay gì đó. Thì ở đây họ nâng cấp một cái phiên bản mới, họ gọi là Zico GPT. Thì như vậy chúng ta có thể nói chuyện với nó dễ dàng hơn. Còn đây là cái phần nói về cái Tineco. Tineco là một cái brand nhỏ của Ecovac, là những cái máy hút bụi lau nhà cầm tay. Thì đây họ nói về cái khả năng sensor được cái nền nhà của Tineco. Rồi khả năng đây là cái bộ lọc 5 lớp của Tineco để khi mà bụi nó hút vào nó sẽ lọc cho sạch sẽ hơn. Rồi đây là khay rác của Tineco, rồi khay nước của Tineco. Đây là những cái phần của Tineco. Đây là cái brush roller của Tineco. Thì em thấy là những cái máy cầm tay như Tineco, như là Dyson Watch G1 hay là những cái máy lau nhà cầm tay á, thì nó dùng cái gọi là brush roller. Thì cái brush roller này, tức là cái dẻ mà xoay tròn như vậy, nó sẽ mang rác với bụi đi hiệu quả hơn là cái dẻ tròn kiểu này. Đó. Thì đó là về những cái gì đó ở gian hàng của Ecovac. Đây là những cái máy hút bụi cầm tay của Tineco với cái chạm có thể xử lý được bụi rác. Nhưng mà thực sự mình không thích những cái hệ thống này, bởi vì nó rất là cồng kềnh và nó rất tốn chỗ nha. Chúng ta dùng robot là sượng rồi. Rồi, bên này là những cái máy lau nhà cầm tay, lau khô, rồi có cả những cái máy vừa lau khô vừa lau nước nữa. Nhưng mà mình nói với em nhiều lần rồi, những cái máy này á, nó lau rất là xịn, rất là sạch, nhưng mà mỗi lần nó lau xong chúng ta lại phải vệ sinh nó, cho đó mình cũng không thích luôn. Rồi đây là những cái máy lau nhà mà nước mà dạng như là dạng nặng á, với cái bình nước rất là to. Đây là những cái máy Tineco để lau những cái nền nhà, những cái nền thảm, hoặc là dùng trong công nghiệp như là khách sạn này nọ. Tuy nhiên mệt lắm. Rồi bên này thì Ecovac trưng bày hai thứ ha. Một là cái máy lau kính Winbot. Thì cái Winbot này thì
ở trên tinh tế, cũng như mình nói với anh em vừa rồi, đó là cái máy lau kính rất là hiệu quả. Tuy nhiên nó sẽ hiệu quả đối với những cái mảng lớn thôi, mảng nhỏ thì chúng ta xài nó hơi mệt chút xíu. Và bên này đó là cái máy cắt cỏ. Máy cắt cỏ ở Việt Nam thì nó sẽ không có phổ biến rồi, bởi vì chúng ta không có cái chỗ nuôi cỏ nhiều như là những cái nước như Mỹ chẳng hạn. Thì nếu mà ở Mỹ thì đây là một cái máy rất là hiệu quả. Mình thấy là nhiều người, thứ nhất là thuê người cắt cỏ, thứ hai là tự cắt cỏ. Và những cái máy rất là cồng kềnh, những cái máy cầm tay chạy bằng động cơ xăng rất là ồn ào. Nếu mà có con robot này thì anh em sẽ cho nó tự, anh sẽ cho nó tự đi cắt cỏ, rất là khỏe ha. Bởi vì cái con robot này nó có LiDAR, nó tự động có định vị được của nó rất là dễ dàng trong cái không gian nhà của anh em. Tổng kết lại, năm nay Ecovac mang tới IF3 những sản phẩm rất tuyệt vời. Thứ nhất là con T5 siêu mỏng, chỉ có 8,1cm thôi. Và con X8 với cái dẻ lau cuộn tròn giống như những máy robot ở đâu nhà cầm tay, rất là xịn. Ecovac luôn luôn đưa ra những cái sáng kiến độc đáo trong thế giới robot đồ nhà ha. Đầu tiên họ đưa ra cái LiDAR cứng làm cho robot mỏng hơn. Bây giờ đưa ra cái giải pháp lau nhà cuộn như vậy nó sạch hơn. Rồi mình giới thiệu với anh em con Debot Pro, là con robot bộ lau nhà dòng Pro chuyên môn làm việc ở những nơi như sân bay, quán cà phê, khách sạn, bệnh viện gì đó. Và hệ thống Tineco hút bụi lau nhà cầm tay và cái hệ thống cắt cỏ này. Rồi, xin cảm ơn.